Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho show em xin gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên mọi miền của Tổ quốc. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác một cái mẫu bơm máy, đó là mẫu bơm máy Seasonsin. Thì các bác nào chưa có bơm máy hoặc là các bác muốn tham khảo mẫu bơm máy này thì hãy cố gắng theo dõi hết video để lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm máy bên em. Thì hôm nay em cũng làm một video để test thực tế cái mẫu bơm máy này để trả hàng cho một bác khách ở Phú Yên. Thì em nhân tiện làm một video để hướng dẫn anh em sử dụng cách sử dụng bơm máy làm sao cho bền và khỏe các bác nhá. Đây đầu em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu bơm máy này. Đây là cái công tắc tắt mở này, và đây là đồng hồ đo hơi các bác nhá. Và bên này thì là sẽ có một cái công tắc báo nhiệt. Đấy, bơm này thì là theo nhà khuyến cáo thì là lên tầm độ 55 đến 60 độ thì các bác phải cho bơm ngừng lại, để khi nào nguội thì bơm tiếp, tránh ảnh hưởng hại bơm các bác nhé. Như bên em đã test thực tế những video rồi, là bơm này các bác bơm là tầm độ lên 55 độ thì bơm nó đã được tầm độ 300 cân rồi. Bơm Seasonsin này một trong những mẫu bơm rất chi là nổi tiếng rồi, được các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Và cái này thì là sẽ con ốc chống cháy nổ đây các bác nhé. Khi các bác bơm tầm độ 300 hoặc là các bác bơm lâu quá mà các bác không để ý thì là cái ốc chống cháy nổ này nó sẽ có tác dụng là rách cái lá gió đồng ở trong và nó sẽ xì hơi ra và không ảnh hưởng đến bình của mình các bác nhé, rất chi là an toàn đúng không ạ. Và đây là cái máy hút nước mini các bác nhé. Máy này thì là cái bơm này thì là chạy bằng hút nước, nó sẽ hút nước thông qua hai cái đầu bò này đấy, một đầu ra đầu vào để làm sao bơm của mình một cách mát nhất, làm mát bằng nước các bác nhé. Đây các bác nhìn là ống tiêu lên nước rất chi là mạnh đúng không ạ, làm mát cực kỳ nhanh và lọc thì lọc to rồi. Cái chỗ này là để các bác khi các bác mua về thì các bác bỏ chỗ này ra, các bác xoáy ống thở dầu vào cho em nhé. Đấy, đây là cái ống thở dầu, về các bác muốn bơm bền, bơm khỏe hơn thì các bác cho một chút dầu vào đây để bơm làm sao cho nó ok nhất các bác nhé. Đây, đằng sau thì sẽ có một cái quạt gió siêu to khổng lồ của mẫu bơm Seasonsin rồi. Thì mẫu quạt gió này nó làm mát bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe các bác nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu qua tổng quan một lần một vòng cái mẫu bơm Seasonsin này và em sẽ test thực tế khi các bác mở máy lên nhé. Khi các bác mở máy lên, các bác cho cái đầu này vào bình của mình đúng không ạ, thì các bác xả van xả ra nhé, rồi các bác mới bật điện nhé. Đấy, các bác xả van xả ra rồi các bác bật điện cho em, các bác xoáy van xả vào nhá. Đấy, các bác nhìn đồng hồ hơi lên rất là nhanh đúng không ạ, một nốt nhạc lên 300 cân các bác nhá, 300 cân này. Đấy, hơi ra rất gì mà. Đấy, trước khi các bác là tắt máy thì bác xả nút này ra nhé. Đây đồng hồ đây, này em test thực tế là 300 cân ở đây đúng không ạ? Nó chỉ vòng một nốt nhạc thôi lên 300 cân. Đấy là mẫu bơm máy Seasonsin các bác nhé. Bơm nhanh, bơm khỏe và bền bỉ theo thời gian. Các bác dùng bơm máy này, các bác biết cách bảo dưỡng, biết cách chăm sóc bơm này thì là bơm này có thể lên đến tuổi thọ 5-6 năm. Bơm vẫn chưa bở hỏng và bơm rất chi là khỏe các bác nhé. Thì mẫu bơm máy Seasonsin này bên em đang bán với giá là 4.400.000 đồng, đã tiền bao ship tận nhà các bác nhé. Thì các bác nào mà đang quan tâm mẫu bơm máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em để bên dưới màn hình để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm máy Seasonsin giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhé. Vâng, một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.